Alo alo, bọn mình mới có một kênh mới hay không chịu được. Kênh này có gì á? Toàn phim thôi, không còn phải chung đụng với kênh giải trí gì ấy nữa rồi. Và đây cũng là nơi để những bài viết về phim của bạn trên Spyroom đến được với nhiều khán giả hơn. Nếu không thì chỉ cần subscribe Spyroom Cine để tận hưởng những content thân thiện với bữa cơm gia đình. Đây là bài viết Xu hướng co-art cho nam, mặc sao cho chất của tác giả Em Nguyễn. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Trong thời trang, có những xu hướng khi nó ra đời, không ai tin tưởng nó sẽ thành công mà sẽ chìm vào quên lãng. Và cũng có những xu hướng dùng thời gian để chứng minh không gì là không thể. Một xu hướng thời trang như thế chính là co-art. Co-art, viết tắt của từ coordinates, là tên gọi chung để chỉ những bộ đồ hai mảnh được làm từ cùng một loại vải, họa tiết, màu sắc hoặc tất cả các yếu tố trên. Như vậy, những bộ đồ ngủ pyjama hai mảnh hay là những bộ suits có thể gọi là co-art hay không? Dĩ nhiên là có. Thực ra, trước khi xu hướng co-art trở nên nổi tiếng như bây giờ, thì những bộ đồ hai mảnh thường được gọi với một cái tên đơn giản và dễ hiểu hơn, đó là set hay matching set, và thường xuất hiện trong một bộ đồ thể thao tracksuits giống như là những bộ đồng phục trong trò chơi con mực ấy. Trước khi xu hướng này bùng nổ trên những chương trình truyền hình quốc tế như là Hòn đảo tình yêu Love Island hay là được diện bởi các ngôi sao, thì các bộ đồ co-art đã lác đác xuất hiện, lác đác trong các sàn runway từ những năm 2014 đến 2017. Qua bộ sưu tập xuân hè của Givenchy và bộ sưu tập thu đông của Topman cũng như là Balmain. Lúc đó thì GQ đã từng viết một bài báo cho rằng co-art sẽ là một xu hướng sớm nở chóng tàn mà không phải là một xu hướng thời trang mà chúng ta cần chú ý. Và phải tới những tuần lễ thời trang mùa thu đông 2019-2020 thì co-art cho nam mới bắt đầu bước chân vào thời kỳ hoàng kim khi phủ sóng các tuần lễ thời trang từ A đến Âu với những thiết kế đặc sắc của Philip Lim, Emporio Armani, MSGM, Louis Vuitton và Issey Miyake. Set đồ của các ngôi sao. Trên thế giới, co-art đã được các ngôi sao, rapper và các vận động viên ưa chuộng nhờ sự thoải mái nhưng lại đầy chất chơi. Nếu như tay đua huyền thoại Lewis Hamilton không ngần ngại chơi ngay một cây co-art họa tiết hoa màu hồng xuống phố, thì chàng thơ Timothy Chalamet lại diện hẳn nguyên cây co-art họa tiết vẩy sơn trong bộ sưu tập đầu tiên của SR Studio lên thảm đỏ. Trong MV mới nhất Bad Decisions của Benny Bianco, BTS và Snoop Dogg, Benny cũng diện nguyên một cây co-art hoa cực chảnh, nhảy theo hình ảnh của Suga BTS trong MV Dynamite đình đám. Điều đáng chú ý nhất chính là trong MV này, Suga đã diện nguyên cây đồ co-art Leaf Denim Louis Vuitton. Set đồ với răng áo, baseball và quần dài này cũng được các rappers khác như là 2 Chainz và Gucci Mane ưa chuộng. Vì vậy, chúng đã cháy hàng gần như ngay sau khi MV ra mắt, dù giá thành không dưới vài ngàn đô. Tại Việt Nam, một trong những ngôi sao lăng xê xu hướng này đầu tiên không ai khác chính là chủ tịch MTP. Cách tùng phối đồ khi đó bị một vài chỉ trích là thiếu sáng tạo. Nhưng với co-art, nhất là với những set đồ họa tiết, thì các phụ kiện giày dép đi kèm càng đơn giản thì càng làm set đồ trở nên nổi bật và ấn tượng hơn. Do đó, bạn có thể thấy cả Hamilton và Timothy đều chọn giày hoặc là bốt tông trắng, tinh tế và hiệu quả. Monochrome. Một trong những cách mặc co-art đơn giản nhất nhưng lại khó khăn nhất đó chính là theo phong cách monochrome. Monochrome hay còn được gọi là đơn sắc để chỉ phong cách mặc đồ theo một tông màu hoặc theo hai màu đen trắng. Với những bộ co-art một màu, bạn sẽ thấy chúng xuất hiện nhiều theo phong cách thể thao qua những bộ tracksuits hay là những bộ đồ mang phong cách utility wear, phong cách đồ tiện lợi và có phần công nhân với cấu trúc rộng thùng thình và túi hộp. Những bộ đồ này thường mang lại vẻ trẻ trung, năng động và phù hợp khi phối cùng giày dép thể thao hay đơn giản như là một đôi dép slider cho một mùa hè mát mẻ. Khi lựa chọn những set đồ này, bạn nên để ý tới chất liệu và nên ưu tiên chọn những sản phẩm từ cotton có độ dày dặn một chút. Như vậy thì set đồ không chỉ đứng form mà còn bền hơn cũng như thấm mồ hôi để không tạo sự khó chịu khi mặc mùa hè. Những set đồ co-art đen trắng thường sẽ rất phù hợp với những chàng trai có form người hơi đậm một chút. Những họa tiết đen trắng hoặc là kẻ sọc đen trắng thường tạo cảm giác thon gọn hơn.
Những set đồ này cũng thường xuất hiện với áo dài tay cùng quần dài hơn là set đồ ngắn. Do đó, bạn hoàn toàn có thể layer với một chiếc áo jersey màu sắc trung bình, vừa đơn giản nhưng lại mang lại vẻ thanh lịch và hiện đại. Khi diện những bộ co-ord dài tay màu đen trắng, bạn cũng có thể phối cùng bóp màu đen cùng phụ kiện như là vòng tay, vòng cổ sắc bạc để mang lại sự chững chạc nhưng không kém phần chất chơi cho trang phục. Họa tiết. Điều tôi yêu thích nhất ở những bộ đồ co-ord cho nam giới nằm trong họa tiết. Một trong những thương hiệu đã đều đặn cho ra mắt những bộ co-ord với hoa văn đẹp như tranh vẽ phải kể tới Dolce & Gabbana. Trong các bộ sưu tập của D&G trong 6-7 năm trở lại đây thì lúc nào cũng có sẵn vài bộ co-ord, nhưng phải tới mùa xuân hè 21 thì họ mới thực sự đưa co-ord trở thành tâm điểm của bộ sưu tập. Những bộ quần áo đa dạng từ dài tới ngắn với 50 sắc thái màu sắc xanh qua những hoa văn họa tiết ấn tượng. Dù bạn là ai cũng có thể tìm cho mình một bộ co-ord hợp ý qua bộ sưu tập đình đám này. Những set đồ co-ord ngắn họa tiết cho mùa hè thường có phần cổ camp collar, thường được gọi là cổ áo Cuba, là mẫu cổ áo mềm, bẻ rộng và không chân. Đây cũng là xu hướng cổ áo rất phổ biến trong mùa hè năm nay, chất liệu rất đa dạng nhưng phổ biến nhất vẫn là lụa tơ tằm, silk, cotton, viscose hoặc polyester hay còn gọi là nylon. Trong đó, lụa tơ tằm là chất liệu tốt nhất và cũng đắt nhất. Nhờ độ bóng mượt của chất vải, màu sắc rực rỡ, hoa văn sắc nét cùng sự thoáng mát nhẹ nhàng như một cơn gió. Vì vậy, hầu hết các bộ đồ co-ord ngắn đến từ các thương hiệu cao cấp thường được làm từ lụa tơ tằm. Ngược lại với tơ tằm, nhiều hoa văn mẫu mã nhất nhưng lại có giá thành rẻ nhất chính là polyester. Tuy nhiên, những bộ đồ polyester thường không bền, dễ sờn rách và đặc biệt là rất nóng và dính khi mặc mùa hè. Chất liệu này cũng dễ lộ nhược điểm khi đường may không cẩn thận. Do đó, bạn chỉ nên mua những bộ đồ polyester nếu như bạn quá thích hoa văn mà không tìm được bộ đồ nào thích hợp hơn nhé. Bình dân hơn thì chúng ta có cotton và viscose. Ngày nay thì viscose đang dần chiếm thế thượng phong hơn so với cotton. Có thể bạn chưa biết nhưng mà nuôi trồng sản xuất cotton là một ngành cực kỳ hại cho môi trường. Theo thống kê, để sản xuất được 1kg cotton cần tới 20.000 lít nước. Ngoài ra, 10% lượng thuốc trừ sâu và 25% lượng thuốc diệt côn trùng trên thế giới được sử dụng vào việc trồng cotton. Do đó, những vùng trồng cotton dần hút cạn nguồn nước của các khu vực xung quanh, phá hoại hệ sinh thái và đẩy nhiều loại sinh vật vào sách đỏ. Trong khi đó, viscose là một loại sợi được tổng hợp làm từ sơ của sợi cellulose từ các loại cây gỗ, đậu nành, tre hay là mía. Chúng có giá thành sản xuất rẻ, ít hại tới môi trường hơn cotton hay là nylon và bền hơn cả silk. Viscose thoáng, mát và nhẹ, do đó rất hợp cho mùa hè. Với những bạn newbie chưa dám chơi những họa tiết quá nổi bật thì những họa tiết kẻ ô hay họa tiết đơn giản, giả sử như bộ co-ord dệt hoa đơn giản hơn một chút như bộ đồ hoa xanh dệt dưới đây, vừa trẻ trung, thoải mái lại dễ dàng cho việc phối đồ. Hoa. Nhắc tới thời trang mùa hè cho nam giới, chúng ta không thể bỏ qua được những set đồ hoa. Một trong những xu hướng co-ord làm mưa làm gió vào các mùa hè chính là những set đồ co-ord ngắn với họa tiết hoa. Nếu bạn muốn tận hưởng cảm giác như bước lên hòn đảo tình yêu tràn đầy trai gái xinh đẹp hay là ngắm mình trong những buổi tiệc tùng bên bờ biển ở Địa Trung Hải thì đừng ngại mà chiến luôn một bộ co-ord hoa rực rỡ với biển xanh nắng vàng cùng cặp kính râm mát mẻ nhé! Và cuối cùng, mùa hè đi biển, khi mặc những bộ co-ord đầy chất chơi này, bạn đừng bỏ qua một thứ mà chàng trai nào cũng cần có, đó chính là thần thái nha! Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này, đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhị là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh, bye!